quên ta, tình cũng quên ta, nên chân đêm thui thủi một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngồi lên trong mắt đoạn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Cũng xa ta nên chung thân ta giận cuộc đời, đôi mắt nào từng đêm buốt giá bên kiếu căn tình xa nhịp thở, tiền đổi tay khi dụ cơn mê để đua xa trên lối về, giờ trần ai gọi niềm cay đắng vui khi chót xa vũng lầy nhẫn thế, có ưu tư buồn phiền đen xa môi. Bà ăn quên ta. Tao đồ giới thiệu các bác một cặp loa tháp cực kỳ đẹp nhé, giá mua 608, cực kỳ đẹp luôn. Cặp này kích thước nó cao khoảng gần 1m3, chiều sâu thì cực kỳ ấn tượng, sâu khoảng hơn 40cm. Nó là dạng loa tháp đấy, nó thậm chí còn cao hơn cả cặp V12. Cặp V12 em vừa về thêm nhé, anh em nắm trước mua trượt cách đây khoảng trước hôm đấy thì có thể qua tháo luôn nhé. V12 chút nữa em sẽ làm clip riêng cho nó. Bây giờ thì sẽ giới thiệu về cặp Zamo 608 này. Cặp này thì nó lạ, nó ít, và nó về được tình trạng đẹp như này thì nó lại càng ít, và full phụ kiện luôn các bác nhé. Đấy, các bác sẽ nhìn luôn trước mặt của nó sẽ có 4 loa, mỗi bên nó có 4 loa. Thì nó sẽ đảm nhiệm như này. Đây là giải cao, là tép, giải trung. Hai cái này nó là trung trần. Đôi này về thì kể cả cái gân cũng vẫn còn zin, gân cao su nhé. Những cái dòng đời cao này đều sử dụng gân cao su hết. Nếu anh em nào để ý, những cái dòng đời cao thường là sẽ dùng gân cao su, chứ nó không dùng gân mút nữa. Đặc biệt là những dòng loa cây nhé, còn loa thùng thì nó hệ khác, còn loa cây thường nó sẽ dùng gân cao su, chung rất là dùng gân cao su. Cặp này thì nó có một cái đấy là khi mà đánh loa chung nó rung thì nó rốn không rung, rốn tĩnh, dòng này dòng rốn tĩnh, cái màng nó đồng trục với cái rốn này, cái rốn nhót này nó tĩnh luôn. Khi các bác nhìn cái rung nhưng mà cái rốn nó giữ nguyên đấy. Chân đinh đầy đủ luôn nhé, 4 chân đinh đầy đủ, chân kệ đầy đủ nhé. Và đôi này thì nó có một cái rất là đặc biệt. Đầu tiên là nhìn cái thiết kế mặt nhé, nhìn rất là đẹp này. Tất cả là soi gương luôn này, bóng piano luôn này. Bên hông thì bằng vân gỗ này, cực kỳ sang nhé. Và quan trọng nữa là răng cây này nó có thiết kế một cái super bass bên hông. Này, hôm qua cho các bác xem. Cây thì... Cái nhược điểm của loa cây đấy là bố trí loa bát có đường kính to rất là khó. Đấy, các bác hình dung ạ. Bởi vì đã là dáng cây thì cái bề ngang nó phải thon, và chiều cao nó chỉ tăng chiều cao lên thôi. Do đó thì nó không thể làm cái kích thước loa bát lớn được. Đấy, thì một trong những cái người ta để cải tiến cái chất bát của những cái dòng loa cây thì nó có hai phương pháp. Một là cho bát ở trong thùng, giống như cặp 707 của Zamo, bát ở trong thùng. Và một cái phổ thông hơn đấy là cho bát bên sườn. Tại sao mà cái cặp loa cây nó chiều sâu nó như vậy? Để người ta bố trí được một cái super bát ở bên sườn. Và cái cặp 608 này nó có cái đấy. Em sẽ mở căng cho bác xem. Super bát đấy. Mà đã là super bát thì các bác nhìn nhé. Đầu tiên là các bác nhìn đập vào ngay là cái rốn. Đã là super bát thì thường nó làm rốn rất là lớn. Đấy, gân vẫn là gân cao su zin nhé. Và bát nó rất là chất, gân kiểu dạng gân bèo. Tại sao mà những cái loa bát
và hoặc là loa đảm nhận giải trần nó hay làm vân béo, bởi vì cái giải trần thì bao giờ cái biên độ dao động của màng loa nó rất là lớn, do đó nó sẽ làm gân béo như thế để đảm bảo cái tần số bát nó phát ra là tiếng nó tốt hơn. Đấy, số bát này miền sườn cực kỳ đẹp, trên kim này để anh em ghim ở gỗ nhé. Cái này thì nó đủ bộ, còn anh em làm ở nhà kiểu như sàn gạch như của em đây thì có thể bỏ chân kim đã được, bỏ nguyên cả cái bộ chân kim này ra. Các bác tháo ở dưới nó sẽ có cái đinh vít, tháo ở dưới thì bỏ nguyên ra, nó bằng thép thôi mà không có gì cả. Vừa rồi thì em ghép với con âm ly Onkyo A925, và trước đấy thì có ghép con Pioneer 7600, thì cho các bác thấy là một cặp loa, những cái cặp loa đời cao này anh em có thể phối được những cái dòng âm ly gì. Đầu tiên là Pioneer 7600 thì anh em đã xem nhé, đây là Onkyo A925. Với khi đánh với 925 thì chất âm nó rất là mộc mạc, còn khi đánh với 7600 thì âm sắc nó lên thì nó dư các giải luôn, trưng bát tép nó đều dư hết. Đấy, còn anh em vào nhà có đờn âm thì có thể đánh đờn âm tầm 510 trở lên là ok rồi, 510, 530, 730, những cái dòng mặt trắng ấy, những cái dòng đấy mỏng mỏng mặt trắng nhìn nó không đẹp nhưng mà bọn đấy tiếng rất hay. Rồi những cái dòng đương nhiên là những loa 590, 780D, 690, 880D, 580D, đánh những dòng này hay luôn nhé, bởi vì những cái dòng này dòng đời sau rồi, đời sau 2000 rồi. Đấy, cặp loa đẹp, thiết kế cũng còn âm ly rất là hợp lý. Bây giờ anh em đã nghe rồi, giờ nó sẽ quay đi chi tiết về hình ảnh cho các bác xem. Không biết là anh em xem những clip của Thắng Hollow thì mong muốn cái gì, quay hình ảnh rõ hơn hay là tiếng rõ hơn hay như nào thì có thể hãy để lại comment. Thực ra thì đây, cái này có căng lên các bác nhé, loa rất là đẹp. Dáng cây này nó rộ lên những sau 2000 thì bắt đầu người ta thiết kế loa cây nhiều, bởi vì phục vụ cho những cái căn nhà hiện đại, những cái loa thùng này nhiều khi nó kê nó cũng hợp. Đấy, tuy nhiên thì có nhiều cái sự lựa chọn để cho nhiều cái gu của anh em. Rồi, cặp loa Jamo 608 Onkyo A925 tại Thảo Audio. Sau clip này anh em nhớ đón xem những cái cặp tiếp theo, trong đấy sẽ giới thiệu tiếp cặp V12. Cặp nào về sẽ giới thiệu đích danh cặp này, bởi vì nó là hàng second hand. Đấy, cặp rất là hồ các bác nhé, V12, một thùng 10 loa luôn. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.